Vâng ạ, đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng chúng em xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2023. Chúng em xin chia sẻ nhanh cho quý khách cái cách phân biệt chai ốc và con chai con ốc có màu hay là không có màu. Vâng ạ, đây là con ốc. Đây là con ốc mà chúng em chưa mới mài nhìn vỏ nhận bóng. Và đây là con ốc chúng em đã mài. Đây là con ốc có ánh màu đỏ, ánh đỏ vàng chanh cũng rất chi là đẹp và giá trị. Đó. Và con ốc này là có giá trị rất chi là cao vì nó có màu sắc. Còn những con ốc nhỏ nhỏ này, ốc nó non hơn thì màu nó sẽ kém hơn, nó không có màu thì giá trị nó sẽ thấp hơn. Và đây là con trai. Con trai cũng được chúng em đánh bắt từ vùng nước ngọt, thu mua của Trung Quốc. Thì nó có màu, nó không có màu sắc như con ốc được và nó màu trắng là nhiều. Nó hơi răn reo và nó không được nhẵn như con ốc. Nên là giá trị của nguyên liệu của con trai con ốc bao giờ nó chênh nhau rất nhiều. Vâng ạ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách.